Em gái Tây Ninh 19 tuổi được cha và anh trai đưa đi học nghề xăm hình nghệ thuật. Thì em cũng tâm sự là em thích nghề xăm này lâu lắm rồi, xin lâu lắm rồi mà bây giờ cha mới cho đi học nghề xăm á. Đây là ba. Đây là sao? Anh ngồi hả? À. Sáng thì lúc mấy giờ chú? 8 giờ. Chú ở Tây Ninh ở khúc nào ta? Chậu vàng à. Vậy cũng gần Long An rồi, giá Đức Huệ phải không? Sáng đi là Đức Huệ. Nhà chú ông con không? Đây đây hả? Anh họ. Xưa có đi làm gì chưa? Ừ, mấy tháng trước có đi làm công ty thì tiền học rồi trai cho hả? Em đứng học hết mấy tháng? Dạ một năm. Ừ. Em biết dễ không? Biết sơ sơ. Biết dễ à? Hôm mới này chiều có bác kia 2.8 ở Cà Mau xuống học. Cà Mau tập trung học thì có gì là tính đi làm thêm được không? Tập trung ra học đi. Được cho nó gán giỏi thì có tương lai thì làm thợ có thể được cũng được. Bác hay xuống, ví dụ mình nấu ăn thì mình hùng vô mình mua bếp ga rồi. Bếp ga mini nhỏ nhỏ giờ mua tính niệm cho mình trước đi. Còn những cái gì mà chung á mình đại chuyện nó bác cái lên mua. Mình dùng vô mình mua nói chung mà dùng vô tại mua cũng nhiều thứ. Xưa giờ có ra nhà chưa? Chưa hả? Chuyện gì chuyện nhớ cái nhà